thiện niệm Phật mới gần Phật được. Lớn lên. Đang gọi những bắn tước nhiều đời. Niệm cho tâm tánh thành thơi. Khích liền với Phật đừng lơi phút nào. Ngồi yên tĩnh ngăn nào lục dục. Đừng nghĩ si phàm tục nắng nề. Bớt buồn giảm sự u mê. Tâm hồn nhàn nhẹ trở về cõi xưa. Lên thiền ngồi thầy đưa mới được. Mang nghĩa nhân đức phước cho đầy. Khỏi ngồi định hướng đông tây. Chỉ cần trao sữa sau này nhờ thân. Thiền tu dựng tinh thần cho chắc. Không động tâm cân nhắc liền liền. Cứ lo niệm Phật thường xuyên. Quên đi mọi việc tự riêng phàm đời. Ngồi yên lặng khắp nơi có động. Tâm kịp thời nhanh chóng vững vàng. Ráng gìn đừng để dở dang. Thở ra vô nhẹ bảo an linh hồn. Dùng tư tưởng soi bồn nước tình. Nghĩ sắc tăng không dính chỗ nào. Cho tinh thần khí hợp nhau. Diệt tan mạch nguyệt dở nào quá lâu. Thiền khói mập sòng nôi phục. Bất cứ ngồi ta túc chỗ nào. Đừng định giờ phút lâu mau. Cản ngăn lục dục tâm trào khởi sanh. Thiền ấm áp lạnh tanh khó tới. Điều hòa mình không khởi việc gì. Nằm ngồi rồi lại đứng đi. Phải gìn tư tưởng không di không dời. Đừng để ra khỏi nơi thân xác. Tuy sau này một mát mặt tình. Coi như nó một con tinh. Nhờ nó ta mượn trụ hình giúp ta. Như trồng cây lấy hoa nhặt trái. Nếu cây sĩ đầu hái được gì. Phải lo chăm sóc lẻ đi. Đừng dùng bồi quá cây thời tốt nhanh. Thiền niệm Phật phân ranh chỉ lối. Thiền là dừng thấy tội lỗi mình. Không bắt lại bái giang sinh. Đừng cho cảm xúc má tình quấn đeo. Cứ niệm Phật nương theo hơi thở. Lòng dâng lòng từng phút từng giờ. Không để lãnh đạm thờ ơ. Nhà trong quại dột kịp thời sửa xây. Nay thầy chỉ pháp thiền rất dễ. Đừng bỏ rơi xác thể của mình. Nhờ nó hấp thụ tâm linh. Lại còn xây đắp đức tin là đường. Mượn thiền sát tăng tường đôi khúc. Lách dũng mau còn bãi đục trong. Thiền theo đi đúng lý ngược dòng. Ngồi cho vững chắc thầy cầm lướt qua. Thiền kính liệm sâu xa kho kim. Nhờ Di Đà mặc niệm hằng ngày. Rõ ràng nào có lợt phai. Thiền di thay đổi đổi thay tự mình. Thiền nuôi dưỡng tâm linh mới được. Niệm như rào kẽm cước ngăn ngừa.
đừng cho chúng pha sớm trưa. Tam bành lục tặc sớm trưa gần kề, thiền hỷ xã đừng mê cô chấp. Rất thầm thầm hấp tấp ra rời, thiền thân thân được thanh thơi, thiền tâm tâm được đổi dời về tiên. Người tu học phải thiền mới định, chọn đường về sâu kính lìa đời, giới định huệ sáng khắp chà nơi. Nước suối và mấy ông này hót rồi soi mê thấy dậy thời trong thùng ta. Ngồi thiền niệm Phật Đà nguyện trước, thì sao cầu nơi bước đi theo. Không được thi nghĩ giàu nghèo, nương theo thiền bác thầy chèo qua sông. Phải quyết chí rửa lòng cho sạch, không ngồi thiền không cách nào làm. Chất chiêu lòng tục tánh ham, tâm còn dễ động việc phàm rối rắm. Cứ bình luận tu tâm dưỡng tánh, nói không hành khổ hạnh xa lìa. Tới giờ ai đến sức chia, tâm mình không tỉnh khó dìa Tây Phương. Nay thầy chỉ nhiều đường gian nẻo, từ nơi trò tròn méo cứ làm. Không hành cho đúng khổ cam, học không học đến chốn được làm việc chi. Đập cho thông lên. Ngồi bình lặng nghĩ suy quan sát, nhờ trí mình đặng dẹp mây mù, đóng thành băng khói mờ lu. Thầy dạy trò ráng công phu tịnh thiền, trước nhất việc đạo phiền giận dỗi. Nó là rốn cây củi gần kề, lửa là nóng giận ngủ mê. Thù nhân bốc cháy tràn trề quỷ thân, ngồi bình lặng tâm thần tự kiểm. Thấy được rồi kinh liệm kiên trì, từ từ dục vọng bớt đi. Đèn phàm tắt lặng giới đi lũ mờ, thiền niệm Phật kịp giờ rất quý. Già cả rồi thiền trí hơi mờ, đâu còn như thở còn thơ. Cứ lo niệm Phật thảnh thơi sắc phàm, cũng được ngăn không làm việc sâu. Niệm hết đời cũng thấu Phật trời, linh hồn cũng được thảnh thơi, sắc thân tại thế cũng thời bình an. Cứ niệm Phật phục hàng ma chương, niệm bên trong gỡ vướng bảy lòng. Thân chưa tu được hòa trong, cũng nhờ niệm Phật hòa đồng chúng sanh. Niệm niệm mãi cũng thành Phật vậy, cửa Di Đà mở sẵn cứ về. Niệm đừng còn sự đam mê, trần gian lìa bỏ được về Tây Phương. Ráng niệm Phật tâm thường bình đẳng, đường còn dài thấm mặn nhiều đời. Thành si cất lại một nơi, lên thiền niệm Phật về thời bồng lai. Này bớ gái hai trai nghe kỹ, thầy đại từ quan hỷ chỉ dùm. Đang còn thánh đức sống chung, ngôi nhà vũ trụ hiệp cùng chung dân. Thiền niệm Phật phải cần cho gấp, đặng qua sông gió tấp tới giờ. Nhất thiền bằng phú thi thơ, nhận rồi ráng học làm ngỡ ta buồn. Tiếp tục
Vừa rồi Sáu Nhung đó có đọc bài Thuyền Niệm Phật. Bây giờ tiếp tục Ngọc Sương sẽ đọc thi bài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thi bài Niệm Phật Thiền Tổ Đắc Kim Thân, ngày đêm cố gắng đặng chuyên tầng, sớm lo tu học chiều thiền định, cho được yên lòng chẳng bâng khuâng. Muốn về cõi Phật bằng cách nào? Đi xe, đi cộ bộ hay đi tàu? Không không tư tưởng, ta nghĩ tới nhập môn thiền pháp rất tới mau. Thiền để nội soi tầng đáy lòng, coi mình còn đục hay là trong. Khai ra cho hết luồng nước bần, lọc nước từ bi chứa lại lòng. Ngồi thiền quan sát định một đường, ta phải bỏ phàm chớ dân dương. Ráng tu rốt ráo ôi vàng, cố gắng mà về cảnh Tây Phương. Đắm say phàm tục quá nhiều đời, khó mà lìa bỏ chúng sanh ơi. Đầu kia phải đội dây cộng giác, chiều xế ta nhìn ta tả tới. Bể khổ lúc nào lệ hết rơi, dạ trăng trăng dạ đó thấy đời. Hết màn đổi lớp nào ai biết, đến chừng sực tỉnh thấy chơi vơi. Thiền để thấy ta chẳng có gì, giàu sang nhung lụa để làm chi. Chiều còn tối mất ôi đáng tiếc, còn mãi ngủ mê hời ly bì. Làm sao phân biệt thanh giới phàm, đặng rồi kế nghiệp chung nhà nam. Tu hiền đắc quả thành thánh đó, giữ hung gian ác chính mình làm.
từ phàm sang thanh chẳng khó đâu, tập sự tu tâm nhận đứng đầu. Hiền hậu dung hòa nói thánh đức, nay thầy bình luận nhắc đôi câu. Tập sửa hiền hòa đang ngồi tu, thiền niệm Di Đà đó công phu. Tâm linh tư tưởng về cõi Phật, dường tiên sư ấy được ngao du. Ráng thiền tịnh niệm chớ nghĩ suy, thở ra vô nhẹ tiếp nhâm đi. Từ từ đặng thở cho hòa nhịp, đừng nghĩ như phàm dội bước đi. Nguyện giai Phật ngài ở năm non, cho người tu niệm được vuông tròn. Vững chắc thời kỳ qua biển khổ, thủy chung chung thủy dẹn lòng son. Hết chưa con? Thiền đạo vô vi cứ niệm thầm. Tới hết thi nha, tới hết thi. Chỉ còn tồn lại ý giới tâm. Nhiều ngày năm tháng quen không khó, tất cả mất còn do nơi tâm. Giữ gìn của Phật đặng đem về, thiền giác xa trần chớ say mê. Bình đẳng tâm lòng là của Phật, của phàm nhìn rõ quá chán chê. Thiền hồi lại ta mới tận tường, chỗ nào dính nhục sanh bất lương. Đặng rồi diệt bỏ mình lui bước, không hồi thở than khúc đoạn trường. Ráng nghe thầy dặn phút sau cùng, phải ngồi thiền niệm để tập trung. Đừng xem ta rẻ đem quăng dục, đừng có đổi thay đối lạnh lùng. Nam Mô A Di Đà Phật.